Mỗi cái đang có một cái đại khái là nó tương tự như một cái PVMAT đấy. Các anh chị cứ tưởng tượng là cái PVMAT nó như thế nào thì nhà em ghi hệt như một cái siêu thị PVMAT. Số lượng mặt hàng thì nhiều gấp đôi, chỉ có mỗi khác thế thôi ạ. Em chỉ mới mở Bắc Cạn thôi đúng không? Dạ vâng. Thế còn cái chiến lược của em chắc là có mở rộng ra các tỉnh khác không? Dạ không, không tại vì sau khi quản lý nó khoảng 2 năm thì em thấy là đây là một cái ngành hàng mà nó làm cho người ta hơi đau đầu. Cái số lượng mặt hàng nó khoảng 1.000 mặt hàng. Và cái việc quản lý của nó thì để mà mình mở rộng ra thì em nghĩ là em có cửa làm ăn của IT rồi đấy. Mình nên chọn một cái ngành hàng dễ hơn. Thực ra như này, ở đây thì đã có một...